gia duy nhất trên thế giới không có tội phạm. Nằm trên ngọn núi Tatino, có một quốc gia nhỏ bé tồn tại, Cộng hòa San Marino. Dù là cái tên khá lạ đối với nhiều người, nhưng nơi đây được xem là một trong những địa điểm an toàn nhất thế giới. Theo Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol đánh giá, San Marino là quốc gia duy nhất trên hành tinh không có tội phạm hình sự. Lịch sử kỳ thú của Cộng hòa San Marino. Trải trên khoảng diện tích vỏn vẹn có 61,2 km, dọc theo các triền núi Tatino, Cộng hòa San Marino là quốc gia nhỏ thứ 5 trên thế giới và được bao bọc hoàn toàn bởi nước Ý. Dù không xuất hiện nhiều trong các sự kiện quốc tế, nhưng San Marino lại có bề dày lịch sử lâu đời. Theo huyền thoại, nhà nước San Marino tọa lạc trên núi Tatino được một người thợ khắc đá tên là Marinus sáng lập vào năm 301. Bằng chứng lịch sử cho thấy rằng đây là quốc gia theo thể chế Cộng hòa lâu đời nhất ở châu Âu cũng như trên thế giới. Dấu tích văn tự về chủ quyền của đất nước này có từ năm 1263. Hơn 17 thế kỷ trước, ông Marinus đã bị nhiều thế lực cuồng tín khác săn đuổi. Thế nên, ông đã tìm đến đây và trở thành vị thủ lĩnh tại những khu dân cư đầu tiên ở chốn núi non heo hút này. Sau này, ông được phong là Thánh Marinus. Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte đã thừa nhận nền độc lập của San Marino. Năm 1815, nó được tái khẳng định trong Hội nghị Vienna, phân định đường ranh giới các quốc gia trên lục địa cũ. Với đặc điểm địa hình, San Marino luôn tạo ra cảm giác không thể xâm nhập. Bất chấp đoạn xa lộ nhộn nhịp dài 22 km, nối San Marino với khu nghỉ mát nổi tiếng Rimini, phía bắc nước Ý, bên dưới. Về sau, anh hùng dân tộc Ý Giuseppe Garibaldi cùng quân đội khởi nghĩa 200 người đã đến San Marino trú ẩn vào giữa thế kỷ 19. Vào cuối thế kỷ 18, người dân San Marino được Napoleon yêu quý đến mức ngỏ lời muốn giúp họ mở rộng bờ cõi. Dù vậy, người dân San Marino đã từ chối hảo ý của Napoleon và quyết định chỉ ở lại ngọn núi này. Ngày nay, hơn 32.000 cư dân đang sinh sống ở San Marino. Họ vẫn thường treo những lá cờ đuôi nhỏ từ thời cổ chung, biểu tượng sự độc lập chủ quyền quanh các tụ điểm như là một kỷ vật lưu truyền. Những sự thật thú vị về San Marino. Điểm nổi bật của quốc gia nhỏ bé này là suốt hàng thập niên dòng, Cộng hòa San Marino luôn được Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol đánh giá là nơi không có tội phạm hình sự, vốn là một vấn nạn bao trùm khắp hành tinh. Mức thu nhập tính theo đầu người của quốc gia này vào năm 2018 là hơn 44.000 đô la. Họ luôn nằm trong nhóm các quốc gia có kỹ nghệ phát triển, vượt xa cả nước láng giềng là Ý. San Marino cũng có đồng tiền và phát hành tem bưu chính riêng. Tuy nhỏ bé và bị bao bọc từ phía, nhưng ngành du lịch của San Marino phát triển hơn nhiều quốc gia khác trong khu vực châu Âu, góp phần lên đến 50% GDP cho nước nhà. Chỉ tính riêng đường đua ô tô thể thao, công thức 1 tổ chức vào mùa hè hàng năm đã thu hút hơn 2,5 triệu khách du lịch. San Marino có nền văn hóa khá tương đồng với Ý, từ ngôn ngữ, tập quán đến phong tục văn hóa. Nhưng giá sinh hoạt ở quốc gia nhỏ bé này rẻ hơn, môi trường thường sạch sẽ và yên tĩnh hơn so với các vùng miền khác thuộc nước Ý. Về ngoại giao, họ luôn thúc đẩy mở rộng quan hệ với thế giới bên ngoài. San Marino có cơ quan đại diện ngoại giao thường trực ở 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, ngay cả trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, cũng như các phái bộ trực thuộc Liên Hợp Quốc ở Paris, Pháp và Geneva, Thụy Sĩ. Về giao thông, trước đây vào những năm 1932 đến năm 1944, có tuyến đường xe lửa dài 32 km nối từ Rimini tới San Marino, nhưng nó đã bị tàn phá trong Thế chiến II và tới nay vẫn chưa được khôi phục lại. Đường hàng không cũng chịu chung số phận, chỉ có máy bay bưu điện chuyên dụng tới lui ở các sân bay quy mô nhỏ. Du khách muốn tới đây sẽ quá cảnh Ý để tới San Marino bằng đường bộ. Một sự thật thú vị khác về San Marino là người đứng đầu chính phủ. Luật sư Matteo Sassi, ông được kỷ lục Guinness ghi nhận là thủ tướng trẻ tuổi nhất trên thế giới khi đảm nhận vị trí này ở tuổi 27. Ghé thăm San Marino, tại sao không? San Marino là ốc đảo xanh, địa điểm lý tưởng để thư giãn
và tận hưởng không khí xanh mướt và yên tĩnh. Nằm tách biệt với các thành phố lớn của Ý, San Marino như một tòa lâu đài to ngất ngưỡng trên ngọn núi Tarantino sừng sững. Vì việc di chuyển từ Ý đến San Marino là khá dễ dàng và không có kiểm soát biên giới, nên du khách không cần hộ chiếu để có thể nhập cảnh. Xung quanh là những vùng đất thôn dã, những ngọn núi, nhà máy rượu vang và pháo đài. San Marino là một lựa chọn tuyệt vời cho những chuyến nghỉ dưỡng, sở hữu một địa hình cao. Quang cảnh tạo nên hai điểm đối lập. Một nhìn ra biển từ trên cao, nhìn rõ lãnh thổ kéo dài đến biển của Ý. Phía còn lại nhìn ra dãy núi San Marino. Đến với vương quốc tí hon này, du khách sẽ cảm thấy mình đang lạc vào thế giới cổ tích thời Trung Cổ, với những tòa lâu đài được xây dựng bằng đá tuyệt đẹp. Đến thăm San Marino nhất định sẽ để lại cho du khách nhiều kỷ niệm đẹp khó quên. Vẻ đẹp của các công trình kiến trúc giao hòa với thiên nhiên, tạo nên khung cảnh đáng nhớ trong lòng mỗi du khách. Ở đây có những tòa tháp đẹp uy nga, tráng lệ, nhưng lại cũng có những tòa tháp nhỏ xinh, mang vẻ đẹp đặc trưng của châu Âu. Sau đây là một số địa điểm bạn không thể bỏ qua khi đến thăm quốc gia nhỏ bé này. Pháo đài La Guaita. Pháo đài La Guaita là công trình nằm ở địa thế cao nhất và có bề dày lịch sử lâu đời nhất, đã được xây dựng vào thế kỷ 11. Nơi đây là điểm tham quan thu hút đông đảo khách du lịch bậc nhất của San Marino, nổi tiếng với ba tòa tháp cổ nằm treo veo trên đỉnh mỏm đá cao nhất đất nước, tạo nên một công trình tuyệt tác mà bạn không thể nào bỏ qua. Ba tòa tháp nổi tiếng trên ngọn núi Tarantino là Guaita, Seta và Monto, được biết đến là ba đỉnh cao của núi Tarantino và cũng là biểu tượng thiêng liêng đối với người dân San Marino. Đây là những điểm cho tầm nhìn lý tưởng để du khách có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh quan bao quát qua thủ đô San Marino và những vùng đất thôn dã xung quanh. Tòa nhà Statua della Libertà. Nằm ở quảng trường Piazza della Libertà, tòa nhà chính phủ Statua della Libertà được xây dựng theo kiến trúc tân cổ điển, với những hoa văn được điêu khắc và chạm trổ vô cùng tinh xảo. Đây là một trong những công trình biểu tượng của thành phố từng xuất hiện trên đồng xu của San Marino. Nếu là một du khách yêu cái đẹp và đam mê nghệ thuật, thì đây là một nơi tham quan lý tưởng mà bạn không nên bỏ lỡ. Bạn nên ghé thăm nơi đây khi diễn ra lễ hội để có những bức ảnh thật hoành tráng và trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa. Vương cung Thánh đường San Marino. Vương cung Thánh đường St. Peter được mệnh danh là nhà thờ vĩ đại nhất trong những nhà thờ Công giáo. Đây là nơi an nghỉ của các vị giáo hoàng, tại nơi cử hành tất cả các nghi lễ quan trọng của Tòa Thánh Vatican. Tại đây có những bức tượng Đức Mẹ mang giá trị to lớn về nghệ thuật và lịch sử. Các tín đồ yêu thích nghệ thuật chắc chắn phải đến đây để chiêm ngưỡng lối thiết kế và kiến trúc ấn tượng thời Phục Hưng. Nền ẩm thực phong phú. Lĩnh vực ẩm thực là một điểm sáng khác của San Marino. Đất nước này đang hướng đến mục tiêu là quốc gia đầu tiên trên thế giới sản xuất 100% lương thực, thực phẩm sạch. Ẩm thực ở San Marino vô cùng phong phú, được chế biến rất đơn giản nhưng lại rất thơm ngon. Đầu bếp thường sử dụng các gia vị từ các khu vực lân cận, trộn với các loại thảo mộc và nguyên liệu địa phương. Du khách hãy thử món đậu và súp thịt sông khói, thỏ hầm và torta chen monti, sô-cô-la và bánh lớp hạt dưa hấu. Bữa ăn sẽ thêm thơm ngon hơn nữa khi kèm ly rượu vang địa phương. Loại rượu vang đỏ Brezza là lựa chọn hàng đầu của nhiều người. Chương trình tọa độ thế giới của chúng tôi hôm nay đến đây cũng xin kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.